Xin kính chào quý khách. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý khách sản phẩm màn xếp thông minh Gia Long, là sản phẩm độc quyền của công ty trách nhiệm hữu hạn Gia Long Việt Nam. Các bạn có thể dễ dàng thấy rằng chỉ với vài thao tác đơn giản là chúng ta đã có thể mở ra hay gấp gọn được chiếc màn xếp thông minh này rồi. Màn có thể dễ dàng gấp gọn vào giúp bạn có thể sử dụng được mọi lúc mọi nơi hay thậm chí là mang đi du lịch. Gia Long sử dụng vải màn pin lạnh, chất lượng cao cùng mắt nhỏ tinh tế. Khi sờ vào thì chúng ta thấy rằng lớp vải vừa dày dặn nhưng cũng vô cùng mềm mại. Bạn sẽ được tận hưởng giấc ngủ yên tĩnh và không bị làm phiền bởi ánh sáng mạnh hay tác động từ môi trường xung quanh. Đặc biệt là màn sở hữu chất vải hoa văn Hàn Quốc cao 25cm. Lớp vải này giúp ngăn không cho muỗi đốt khi bạn vô tình chạm tay vào màn trong lúc ngủ say. Màn được thiết kế cửa ra vào vô cùng tiện lợi, giúp bạn dễ dàng di chuyển vào và ra một cách thoải mái, chỉ cần một thao tác kéo khóa đơn giản. Khung màn được làm bằng inox 304 cao cấp, bền bỉ và độ ổn định cao, chống ăn mòn và bền vững theo thời gian. Chân đế gom giúp liên kết khung màn vững chắc, điều này giúp đảm bảo rằng màn chụp sẽ luôn chắc chắn và vững chãi trong quá trình chụp. Góc 90 độ siêu bền giúp màn xếp thông minh Gia Long có khả năng chịu được áp lực cao và đảm bảo rằng không gian ngủ của bạn sẽ luôn được duy trì ổn định và an toàn. Sản phẩm có nhiều kích thước khác nhau cho bạn lựa chọn phù hợp với nhu cầu như 1m x 1m9, 1m2 x 2m, 1m4 x 2m, 1m6 x 2m và 1m8 x 2m. Hãy liên hệ với chúng tôi ngay ngày hôm nay để trải nghiệm sự tuyệt vời của màn chụp Gia Long. Với màn chụp Gia Long, bạn sẽ có một giấc ngủ chất lượng và tiện lợi hơn.